Thưa quý vị, Chủ tịch Hạ viện Moai Johnson cho biết vào ngày thứ Sáu ngày 28 tháng 6 nói rằng các thành viên nội các của Tổng thống Joe Biden nên suy xét sử dụng tu chính án thứ 25 để cách chức ông sau màn tranh luận thu thiệt diễn ra vào tối ngày thứ Năm, theo The Hill đưa tin. Có rất nhiều người đang hỏi về tu chính án thứ 25, khẩn cầu thi hành tu chính án thứ 25 ngay lúc này vì tình hình vô cùng đáng báo động, Johnson cho biết. Kẻ thù cũng thấy sự yếu kém đang diễn ra bên trong tòa vạch ốc như tất cả chúng ta. Tôi chẳng thấy yên bụng chút nào khi nói ra điều này. Tôi thấy tình hình bây giờ đang rất nguy nan. Tôi muốn yêu cầu các thành viên nội các hãy tự soi xét lương tâm. Johnson tiếp tục. Khi nói tới nhiều tin tức rằng nói đảng Dân Chủ hoảng loạn sau màn tranh luận của Biden, nếu ngay bây giờ tôi là thành viên đảng Dân Chủ, tôi cũng sẽ hoảng loạn khi chứng kiến người mà tôi đề cử lại thành ra như vậy. Tôi nghĩ họ biết rằng có một rắc rối nghiêm trọng đang bùa vây họ. Mà nói rõ hơn, đó là bùa vây nước Mỹ, một nước Mỹ hùng cường trước mắt thế giới. Vấn đề ở đây không chỉ là chính trị, không chỉ là một đảng dân chủ, mà là toàn thể Hoa Kỳ. Chúng ta đang đối diện với một vấn đề rất là hệ trọng, vì chúng ta có một vị Tổng thống mà theo như tất cả những gì mà chúng ta đang chứng kiến, về tư chất là không đủ năng lực đảm nhiệm nhiệm vụ, Johnson nói. Và đây là thời điểm vô cùng nguy hiểm, đây là thời điểm vô cùng hệ trọng trong lịch sử Hoa Kỳ và cần phải suy xét và giải quyết khúc mắc này và chúng tôi mong mỏi họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ vì tất cả chúng ta đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để đem lại điều tốt nhất cho người dân Hoa Kỳ. Trong đêm ngày thứ năm người ta chứng kiến Biden có màn trình diễn ngập ngừng và do dự và đồng thời gặp khó khăn khi trả lời một số câu hỏi điều này khiến cho đảng Dân Chủ lo ngại và thậm chí kêu gọi Biden ngừng tranh cử. Tù chính án thứ 25 trong Hiến pháp quản lý việc kế nhiệm Tổng thống nếu rõ ràng Phó Tổng thống và khối đa số trong nội các có thể bỏ phiếu tuyên bố một Tổng thống không đủ năng lực thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ trong chính phủ và chuyển ra quyền lực trong các nhiệm vụ cho Phó Tổng thống. Nếu Tổng thống này sinh bất đồng liên quan tới năng lực thực thi công vụ khi đó tranh chấp sẽ được chuyển lên Quốc hội và nơi đây có thể quyết định trao cho Phó Tổng thống các quyền hạn của Tổng thống bằng 2 phần 3 số phiếu của Hạ viện lẫn Thượng viện. Trong lịch sử Hoa Kỳ, Phó Tổng thống và Nội các chưa từng tuyên bố một Tổng thống nào không đủ năng lực phục vụ khi còn đương nhiệm. Trước đó, trong ngày thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2024, dân biểu Chip Roy nói rằng ông sẽ đệ trình một quyết nghị yêu cầu Phó Tổng thống Harris triệu tập Nội các và tuyên bố Biden không đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ roy cho biết nếu quyết nghị đến từ quốc hội thì hiệu lực pháp lý sẽ không đầy đủ johnson cho biết về quyết định roy đang nhắc tới nói rằng quốc hội không thể thực hiện bước đầu tiên để đưa ra tuyên bố tổng thống không đủ năng lực thực không may hạ viện không thể quyết định điều đó mà theo hiến pháp thì đó phải là nội các và tất nhiên nội các đủ thống quyền đưa ra quyết định johnson nói harris thì bảo vệ biden sau cuộc tranh luận cho rằng bà sẽ không ủng hộ hành động tuyên bố cách chức mặc dù bà thừa nhận rằng Biden vào cuộc có phần lờ đờ và có nhiều điều mà người dân Mỹ cũng đang lo ngại. Nếu tôi là một thành viên nội các hoặc ngay bây giờ đang phục vụ chính quyền Biden, trong nội các tôi sẽ bỏ phiếu tuyên bố bãi nhiệm, tôi sẽ thảo luận điều đó với các đồng viện ở cấp nội các Johnson nói. Và tôi nghĩ rằng trong thâm tâm nhiều người trong số họ hiểu chính xác những gì mà chúng ta cần làm, họ chính là người thấy rõ ràng những gì chúng ta cần làm và để xem họ hành động ra sao, đây quả là một chuyện rất hệ trọng. Thành tích tranh luận của Biden cũng từng làm dậy lên những lời bàn ra tán vào và việc yêu cầu ông rút khỏi cuộc đua Tổng thống 2024 và được thay thế trên phiếu bầu. Một phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Biden bài bác ý tưởng đó và nói rằng dễ giàu gì mà Tổng thống rút lui cho được. Thưa quý vị, nhiều người nói rằng Tổng thống Joe Biden là kẻ cơ hội. Điều này có đúng hay không? Hai người Việt chúng ta vẫn thường nói thừa gió bẻ măng. Tổng thống Joe Biden vào ngày thứ Sáu, ngày cuối tháng 5, 31 tháng 5 năm 2024, ông khẳng khái tuyên bố rằng phán quyết cựu Tổng thống Donald Trump có tội của bộ thẩm đoàn ở New York phải nên được tôn trọng và ông lên án nỗ lực của cộng hòa là tìm cách làm suy yếu hệ thống tư pháp một cách liều lĩnh như thế và nguy hiểm như vậy và hoàn toàn đảng cộng hòa đó là vô trách nhiệm nhiều người nói kịch bản vẫn đang được diễn ra đúng theo lộ trình của những kẻ đứng ở đằng sau và thế lực ma quỷ thế lực ngầm họ vẫn đang thừa gió bẻ măng và hẳn nhiên Điều mà người dân có thể nhìn thấy chỉ là những phiên tòa ầm ĩ mà báo giấy đưa tin này tin kia mà thôi. Còn đằng sau những sự việc đang diễn ra khiến cho chính từ người dân Mỹ lâm nguy mà chính người ta vẫn không biết là sắp tới họ sẽ phải đón nhận những thảm cảnh gì. Việc Tổng thống đương nhiệm Joe Biden lơ đi trước những rắc rối của vị tiền nhiệm của mình với một tòa án cấp tiểu bang mà tòa án đó thuộc Đảng Dân Chủ và cũng là đảng mà Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đang đại diện làm Tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Thì nhiều người nhận định rằng điều đó cũng dễ hiểu mà thôi, bởi họ cũng đồng hội đồng thuyền đó thôi. Đã có những thượng nghị sĩ họ đặt vấn đề nếu họ đứng trong vị trí của một tổng tư lệnh hiện tại thì việc của cựu tổng thống Donald Trump họ đã giải quyết xong từ lâu và không tốn quá nhiều thời gian tiền bạc và đầu óc sức khỏe của rất nhiều con người. Và đặc biệt, họ cũng nhắc nhở phần cuối cùng rằng đây là một cuộc chiến chính trị, không phải là một cuộc chiến về pháp lý. Họ đang sử dụng nền pháp lý và hệ thống luật pháp của Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ để thao túng, để nhằm mục đích đạt được mục đích chính trị của họ. Đó là thế lực sử dữ đang khiến cho người dân Mỹ phải trao đảo nếu người ta không có cách nhìn và nhìn nhận về 2 phần 3 của tảng băng chìm ở phía dưới thay vì chỉ nhìn phần nổi của nó mà thôi. Nguyên tắc là không ai được đứng trên luật pháp ở nước Mỹ. Tuy nhiên những thế lực họ có thể làm khuynh đảo nước Mỹ và có thể cầm bút và thay đổi luật pháp của nước Mỹ thì họ vẫn có thể đứng trên luật pháp của nước Mỹ. Họ có thể tạo ra bất kỳ một biến cố nào có thể ảnh hưởng đến trên toàn nước Mỹ trong thời đại hiện đại ngày nay, họ có thể tạo ra những vũ khí và thời tiết làm thay đổi cả một ngày bầu cử và thậm chí họ tạo ra nhiều cơn đại dịch khác nhau khiến cho người ta không thể nào công khai đi đến những điểm bầu cử một cách công khai mà chỉ có thể bầu cử qua thư hoặc qua internet mà thôi. Đó là điều con người ngày nay ma quỷ họ có thể sử dụng và có thể làm được những chuyện đó. Đó là một thực tế mà ai ai cũng có thể thừa nhận và công nhận về điều đó. Tổng thống Joe Biden nói rằng 12 người trong bội thẩm đoàn, 12 người là người Mỹ đại diện cho hơn 300 triệu người Mỹ đang sống ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và họ đã hoàn toàn đồng thuận với nhau. 12 người cùng đồng thuận và nhất trí với nhau là cựu Tổng thống Donald Trump là một kẻ xấu xa đã phạm đến tất cả 34 tội trong 34 cáo trạng đã được nêu lên trước đó. 12 người họ là đại diện, họ là giới tinh hoa chăng, họ là sự sáng suốt nhất chăng, họ là đại diện của lập pháp của hợp chủng quốc Hoa Kỳ chăng, đó là câu hỏi của rất nhiều con người. Họ là những nhà thông thái, họ là những vị thánh nhân. Họ không hề bị thao túng bởi bất kỳ thế lực nào ở đằng sau, Họ không tham tiền bạc, họ không tham danh vọng và họ là những con người hoàn hảo như là một ông trời, là một thượng đế hay không? Hay họ vẫn chỉ là những con người phàm tục vẫn đang bị chi phối và bị điều khiển bởi những thế lực ngầm ở đằng sau và khiến cho họ không còn lựa chọn nào khác là phải lắng nghe chỉ đạo. Từ sau những cánh gà có những bàn tay lông lá ở đằng sau, kể cả một vị thẩm phán tránh án của tòa án cấp tiểu bang ở New York nữa. Nhiều người đã đặt câu hỏi như vậy bởi vô cùng phi lý những diễn biến mà người ta đã theo dõi trong từ buổi đầu cho đến nay. Một ứng cử viên đương nhiệm của cả một đảng lớn đảng Cộng Hòa mà là một kẻ xấu xa đến thế, một tỷ phú giàu có như thế mà chỉ lặt vặt vai đồng mà có thể đánh đổi cả một hệ thống uy tín của mình cả một cuộc đời của mình hay nói khác đi, một ông già gần 80 tuổi với số tiền có thể sống cả bao nhiêu đời vẫn không hết nhưng vẫn phải lao vào đi tìm chân lý, đi tìm sự thật cho dân Mỹ để rồi bây giờ bị đánh phá đủ mọi bề, tại sao lại như thế? Một ông già gần 80, ông không thiếu tiền, không thiếu quyền lực và không thiếu sự nổi danh, vậy ông đi tìm gì ở nơi đây? Chưa kể nếu chúng ta lật lại vấn đề, nếu như là Đảng Cộng hòa toàn là những con người rốt nát ngu si thì mới chọn một con người xấu xa như thế làm ứng cử viên cho họ vào chức tổng thống để mà tranh cử với một vị tổng thống đương nhiệm của hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Và câu trả lời ai cũng đã biết điều đó chắc chắn là không, bởi trong Đảng Cộng hòa họ trong đó họ không phải là những người dân bình thường, họ là những người lại thuộc giới tinh hoa những người thông minh những người giàu có và những người tài giỏi họ cũng có cách nhìn của họ nhận định của họ bởi đó cũng là tương lai của chính đảng phái họ và cho tương lai của từng người từng gia đình của họ khi họ tham gia vào đảng phái đó câu hỏi ngây ngô cho mỗi người chúng ta là mỗi người dân phải chăng chúng ta chưa nhìn ra được thực tại của vấn đề để rồi vẫn bị giới truyền thông cánh tạ đang dẫn dắt chúng ta hay sao? Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.